Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, với khẩu hiệu ASEAN tăng cường kết nối và tự cường, chiều 11 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác đã tham dự lễ bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan cùng lễ chuyển giao cương vị chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Lào Sornsay Sirivadhorn đã tóm tắt kết quả của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan do Lào đăng cai và làm chủ tịch ASEAN, đồng thời nhấn mạnh tiến độ của việc thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và kết quả của việc thực hiện 9 lĩnh vực ưu tiên trong vai trò chủ tịch ASEAN của Lào nhằm thúc đẩy cộng đồng ASEAN gắn kết và vững mạnh hơn. Thủ tướng Lào Sornsay Sirivadhorn cũng khẳng định nỗ lực chung của ASEAN nhằm xây dựng các kế hoạch chiến lược của tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên tất cả các lĩnh vực. Cho biết tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 có nhiệm vụ xây dựng ASEAN trở thành cộng đồng vững mạnh, đổi mới, linh hoạt và lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời thông báo tiến độ chuẩn bị sẵn sàng cho việc Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN, đồng thời chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 sang cho Malaysia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Lào Sornsay Sirivadhorn đã chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 12 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Tại hội nghị, hai bên đã rà soát và xác định phương hướng triển khai đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, tập trung vào việc triển khai các dự án hợp tác đã ký nhằm mang lại lợi ích thực tế cho người dân. Hai bên đánh giá cao sự phát triển liên tục của quan hệ hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ trong suốt 17 năm qua trên các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, cho rằng điều này sẽ tiếp tục góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, nước chủ tịch ASEAN 2024 Lào cho biết sẽ thúc đẩy Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, y tế, văn hóa, năng lượng sạch, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo AI. Kết thúc hội nghị, hai bên đã thông qua tuyên bố lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ về trí tuệ nhân tạo an toàn, ổn định và đáng tin cậy. Thưa quý vị, trong một sự kiện mang tính bước ngoặt cho quan hệ hợp tác Mekong, ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm chính thức đến trụ sở Ủy hội sông Mekong quốc tế, gọi tắt là MRC, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, trở thành người đứng đầu chính phủ đầu tiên của một đối tác phát triển của MRC đến thăm cơ quan này. Chuyến thăm diễn ra bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan do Lào đăng cai tổ chức. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gặp gỡ người dân và nông dân địa phương có sinh kế phụ thuộc vào sông Mekong, đồng thời lắng nghe câu chuyện về cách dòng sông giúp duy trì cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Thủ tướng Canada cũng đã tán dương vai trò của MRC trong thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia lưu vực sông Mekong, gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, cũng như những nỗ lực của Ủy hội nhằm đảm bảo các cộng đồng sống dọc theo dòng sông này tiếp tục được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên phong phú. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, Canada ghi nhận vai trò quan trọng sống còn của sông Mekong, không chỉ là nguồn phát triển mà còn là nguồn sống của hàng triệu người. Ottawa tự hào được thực hiện sứ mệnh hợp tác với MRC để bảo vệ sông Mekong cho các thế hệ tương lai khi đã chính thức hóa quan hệ đối tác phát triển với MRC và đóng góp khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ cho cơ quan này. Với sự hỗ trợ của Canada và chuyến thăm mang tính lịch sử của Thủ tướng Trudeau, MRC đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững và cải thiện sinh kế của hàng triệu người dân đang phụ thuộc vào dòng sông Mekong. Ngày 11 tháng 10, triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghệ xanh và sản phẩm sinh thái Malaysia, gọi tắt là AGAME 2024, đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur với chủ đề Cuộc đua hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Lãnh đạo khu vực đối phó với tình trạng cấp bách về khí hậu AGAME 2024 đặt mục tiêu đầy tham vọng là có tổng giá trị các thỏa thuận được ký kết là 4,8 tỷ ringgit, khoảng 1,12 triệu đô la Mỹ và thu hút 48.000 lượt du khách từ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển bền vững Môi trường Malaysia Nazmi Ahmad cho biết, AGAME hướng đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn cầu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai bền vững. AGAME 2024 không chỉ là một triển lãm mà còn là chất xúc tác cho sự thay đổi, quy tụ những nhà đổi mới, nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo ngành để định hình tương lai của công nghệ xanh.
AGEM năm nay tập trung vào hai trụ cột quan trọng của chuyển đổi xanh, gồm Hội nghị chuyển đổi năng lượng sạch châu Á và triển lãm Mobility X. Trong đó, Hội nghị chuyển đổi năng lượng sạch châu Á hướng tới việc tăng cường năng lượng tái tạo, công nghệ carbon thấp, hydro, nhiên liệu chuyển đổi và các giải pháp lưu trữ. Trong khi triển lãm Mobility X tập trung vào xe điện, hạ tầng sạc, số hóa và sản xuất linh kiện cho xe điện để cách mạng hóa giao thông và giảm thiểu khí thải carbon. Ngoài ra, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, AGEM 2024 cũng có các hoạt động xoay quanh 5 chủ đề, gồm trao quyền cho các thành phố, điều khí hóa di động, giảm phát thải carbon trong năng lượng, đẩy nhanh tính tuần hoàn và bảo tồn đa dạng sinh học. Hôm qua, chính phủ của tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã công bố dự thảo ngân sách năm 2025, trong đó có kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuế với tổng giá trị lên tới 60 tỷ euro, tức hơn 65 tỷ đô la Mỹ, để đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách. Theo dự thảo ngân sách năm 2025, chính phủ Pháp dự kiến cắt giảm 40 tỷ euro chi tiêu, chủ yếu là chi tiêu công an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tăng thuế đối với khoảng 400 công ty lớn cùng các cá nhân có thu nhập trên 250.000 euro một năm, đồng thời kêu gọi tinh giảm biên chế và ngừng việc tăng lương thường xuyên. Mục tiêu chính của dự thảo ngân sách lần này là giảm thâm hụt và kiềm chế nợ công. Việc cắt giảm thâm hụt ngân sách phải được thực hiện ngay để bảo vệ ưu tiên tài chính của Pháp, cũng như đảm bảo sự ổn định kinh tế của Liên minh châu Âu EU. Hiện chính phủ mới của Pháp đang chịu nhiều áp lực sau khi tình hình thu chi ngân sách không đạt như kỳ vọng. Nợ quốc gia của Pháp đã tăng lên 3.200 tỷ euro và dự kiến sẽ lên mức xấp xỉ 115% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2025, cao gần gấp đôi so với mục tiêu EU đặt ra là 60%. Theo quy định, dự luật ngân sách sẽ phải được Quốc hội thông qua và trong trường hợp cần thiết, chính phủ của Thủ tướng Barnier sẽ phải có thêm nhượng bộ để được các nghị sĩ chấp thuận. Thời gian dự thảo được thông qua có thể phải chờ tới nửa sau của tháng 12 tới. Vào lúc 16 giờ chiều qua theo giờ Việt Nam, Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình 2024 thuộc về tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Thông báo của Ủy ban Nobel Na Uy nhấn mạnh tổ chức Nihon Hidankyo thông qua những lời kể của các nhân chứng lịch sử trong hai vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã đưa ra những minh chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được phép sử dụng nữa. Sau khi giải thưởng được công bố, một trong những thành viên lãnh đạo của Nihon Hidankyo là Mikami đã bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời khẳng định đây là động lực mạnh mẽ để cho thế giới thấy rằng mục tiêu loại bỏ vũ khí hạt nhân có thể thực hiện được. Nihon Hidankyo là tổ chức đại diện cho Hibakusa, là những người còn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến thứ hai. Tổ chức này được thành lập để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân, cung cấp hỗ trợ y tế và vận động cho hòa bình, cũng như ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong tương lai. Ủy ban Nobel Na Uy đánh giá những nỗ lực phi thường của Nihon Hidankyo và những đại diện khác của Hibakusa đã đóng góp rất lớn vào nỗ lực loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Giải Nobel Hòa bình 2024 càng có ý nghĩa khi năm sau sẽ kỷ niệm 80 năm sự kiện bị ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. Lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra tại Tòa thị chính Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới, trùng với lễ trao giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế tại Thụy Điển. Nhiều quốc gia trên thế giới đã được chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang ngoạn mục trên bầu trời đêm. Đây là hiện tượng thời tiết đặc biệt do tác động của cơn bão mặt trời cực mạnh hướng về trái đất. Cơn bão mặt trời cực mạnh này đã khiến hiện tượng cực quang phương Bắc có thể quan sát được từ địa điểm xa hơn nhiều về phía Nam và đã tạo ra một khung cảnh rực rỡ trên khắp bầu trời. Đông Bắc nước Mỹ, hiện tượng này cũng diễn ra trên khắp Vương quốc Anh. Theo cơ quan khí tượng của Anh, cực quang có thể được quan sát thấy ở Scotland, Bắc Ireland và thậm chí xa hơn về phía Nam, nếu có điều kiện thời tiết thuận lợi và bầu trời quang đãng. Hiện tượng cực quang xuất hiện khi có bão mặt trời lớn làm giải phóng từ trường và gây ảnh hưởng đến trái đất. Trước đó, cơ quan khí quyển và đại dương Mỹ cho biết một vụ phóng vật chất cực mạnh từ vành Nhật Hoa đã tấn công trái đất vào đêm ngày 10 tháng 10, làm gián đoạn từ trường của trái đất và nhanh chóng đạt đến tình trạng bão từ G4, tức là mức nghiêm trọng, vào sáng sớm ngày hôm nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.